Rồi xin chào anh em, thì hôm nay em review cho anh em con cách cắt gạch Ryobi 18V. Đó, hàng này hàng hiếm á, máy cắt gạch nha anh em, đĩa cắt gạch. Có bình nước này kia nghiêm chỉnh cho anh em sử dụng. Đó, thì anh em nào làm công trình xây dựng cần máy cắt gạch thì liên hệ em. Cái này rất là hiếm nha anh em, về công lâu lâu mới được cái. Thì cái này anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em sớm. Đó. Được một cái duy nhất thì để giá rẻ cho anh em luôn là 1.200.000 một cái này. Đó. Giá của nó là tầm 7.000-8.000 thì em để giảm giá cho anh em luôn là 1.200.000 nha anh em. Máy cắt gạch 1.200.000. Đó. Có thước đo này kia nghiêm chỉnh để anh em cắt gạch luôn. Đầy đủ. Một cái duy nhất nha anh em. Thì để bán cho anh em luôn 1.200.000. Và khoan gốc. Đó, khoan gốc này là mới tinh chưa dùng luôn. Đó, thì anh em nào mua liên hệ em, để cho anh em 1.200.000 luôn. Đầu năm. Đó. Ryobi giới thiệu cho anh em hai con này. Đó. Để đồng giá 1.200.000 cho anh em luôn nhé. Cần thì liên hệ em sớm. Còn rất là nhiều hàng nha anh em. Thì anh em nào cần thì liên hệ em. Còn em giới thiệu cho anh em hai con đó, tại lâu lâu giờ là hai con đó em không có review, thì bữa nay quay cho anh em xem. Còn hàng thì rất là nhiều, cưa trượt đầy đủ, lòng chỉ, lòng vòng, rồi nhắm băng, rồi một bên băng, một bên đá mài, đó, vẫn còn. Còn hai cái này là em review giới thiệu cho anh em nha anh em. 1.200.000 một cái, hàng pin 18V, khoan gốc và máy cắt gạch. Anh em nào làm công trình thì cần thì liên hệ em nha, số lượng có hạn một cái duy nhất à. Rồi, cảm ơn anh em xem video.